người dân sinh sống tại thôn Trung Hòa, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Mặc dù đã nhiều năm kiến nghị đến chính quyền xã về tình trạng hộ ông Bùi Văn Hiệp càng ngày càng lấn chiếm mở rộng thêm diện tích và sử dụng sai mục đích trên phần đất của thôn, nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ giải quyết thỏa đáng nào đối với người dân, dẫn đến tình trạng gây bức xúc cho người dân, phải nhiều lần tổ chức cuộc họp để đòi lại quyền lợi. Thì chúng tôi cũng có một khu vực để bớt ra làm đất công ở khu vực Dinh, nhưng gia đình ông Bùi Văn Hiệp cũng đã sử dụng với cái phần đất công đấy của nhân dân cũng rất là nhiều. Cũng chúng tôi đã ý kiến với gia đình rất là nhiều lần, kể cả đề nghị các cấp chính quyền có cái giải pháp để giúp đỡ cho nhân dân. Thế nhưng mà gia đình cũng không hợp tác. Đến nay thì cũng theo cái ý chí nguyện vọng nhân dân là cũng yêu cầu là các cấp lãnh đạo có trách nhiệm để làm sao mang lại quyền lợi chính đáng cho nhân dân, để nhân dân được ổn định, không bức xúc trong nhân dân, để giúp cho được an ninh rồi được trật tự trong khu vực thôn xóm. Chúng tôi làm là bắt đầu trưởng thôn từ năm 2014, thì cũng đã tôi cũng là trong đại biểu hội đồng nhân dân của xã, cũng có ý kiến của thay mặt cho cử tri, cũng đề nghị các cấp chính quyền nhưng mà cũng đến nay cũng chưa giải quyết thấu đáo. Đến nay nhân dân đã có đơn thư yêu cầu là để giải quyết. Cái bức xúc của người dân chúng tôi thì thật sự cũng là từ lâu rồi. Tức là gia đình nhà ông Bùi Văn Hiệp đã lấn chiếm toàn bộ đất canh tác của thôn. Thì qua những nhiều cuộc họp của thôn, chúng tôi đã cùng với gia đình để mà gọi như là thảo luận cũng như là tìm ra cái cách giải quyết để giải quyết cho gia đình. Thế nhưng mà thực sự nói gia đình cũng có nhiều lần để tham gia cuộc họp nhưng mà không cộng tác, cũng như là gọi như có nhiều vấn đề gọi như là chống đối, thách thức người dân chúng tôi. Nên là người dân chúng tôi đã quyết định làm đơn kiến nghị lên tất cả các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền xã, chính quyền huyện. Và được chúng tôi cũng, người dân chúng tôi cũng lên trên chính quyền huyện là 5 lần để kiến nghị. Đấy, mà cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện để thúc ép Ủy ban nhân xã để coi như là vào cuộc nhanh chóng để giải quyết dứt điểm vấn đề đất cát tranh của gia đình ông Bùi Văn Hiệp. Thế nhưng mà thực sự ra Ủy ban nhân xã là cũng rất là quản lý cũng như là giải quyết nó không triệt để. Đấy, dẫn đến tình trạng gia đình coi như là trong thời gian mà giải quyết thì gia đình vẫn cố tình lấn chiếm, cho nên là người dân chúng tôi rất là bức xúc. Ghi nhận thực tế, phóng viên đã xuống nhà xưởng của ông Bùi Văn Hiệp, nhận thấy những phản ánh của người dân là có cơ sở. Nhà xưởng được làm bằng tôn, sử dụng để làm nơi ở cho 15 người, đồng thời sử dụng làm nơi sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và sản xuất, tập kết các loại hình hàng hóa khác. Không chỉ vậy, hộ ông Bùi Văn Hiệp còn đang sử dụng một phần diện tích để xây dựng nhà kiên cố bằng gạch đỏ. Tuy nhiên, trước sự phản đối gay gắt của người dân trong thôn, nên công trình này đang chuẩn bị xây lên tầng thứ 2 thì dừng lại. Trước sự việc phản ánh của người dân cũng như ghi nhận thực tế tại nhà xưởng của hộ ông Bùi Văn Hiệp, chú thôn Trung Hòa, phóng viên cũng đã có buổi làm việc với chính quyền xã Dân Hòa. Mặc dù với cương vị là chủ tịch xã, nhưng khi hỏi đến nguồn gốc đất cũng như những giấy tờ liên quan đến pháp lý của khu đất mà ông Hiệp đang sử dụng, thì vị chủ tịch xã lại trả lời theo kiểu ba không, không nắm bắt được nguồn gốc đất, không trả lời được và không cung cấp các giấy tờ có liên quan đến khu đất này, vì quản lý đất là do địa chính. Điều mà phóng viên khá bất ngờ là vị chủ tịch xã này đã làm đến 2 nhiệm kỳ chủ tịch, nhưng khi hỏi đến nguồn gốc đất lại không nắm bắt được. Phải chăng công tác quản lý của ông Nguyễn Văn Dương thực sự chưa sát sao, hay do năng lực quản lý chưa tốt dẫn đến những bức xúc của người dân? Chỗ như của nhà ông Bùi Văn Hiệp ở khu vực Dinh ý, thì là nguồn gốc thì trước đây là vi phạm từ thời điểm trước năm 1993, một phần là trước năm 1993. Và quá trình sử dụng thì ông lấn chiếm thêm về phía đằng sau đã dựng xưởng năm 2011. Và trong quá trình đó thì ông tiếp tục đổ đất trồng cây ở phía sau nữa, từ khoảng 2011 đến 2020, thì nó có 3 thời gian, mốc thời gian như vậy. Đối với trong quá trình mà chúng tôi làm việc giải quyết thì hiện nay đang tiếp nhận đơn thư của nhân dân, thì chúng tôi đang thực hiện các nội dung xác minh về các nguồn gốc, thời gian, và đến nay thì đang dự thảo về kết luận thông báo giải quyết đơn của các hộ dân. Và tới đây sau khi thông báo chính thức thì sẽ được thực hiện xây dựng kế hoạch cưỡng chế một phần của gia đình. Chúng tôi làm là tròn trách nhiệm, vì khi nội dung sự việc này thì nó là quá trình
cả một quá trình thời gian trước đây, từ những năm 90 và trước năm 2011. Quá trình đó thì gia đình thì thực hiện các lấn chiếm thì cũng có các nội dung biên bản. Rồi quá trình sau này và đến khi có đơn thì thực hiện xác minh nội dung, chúng tôi sẽ đang hoàn thiện. Không chỉ phản ánh về tình trạng hộ ông Bùi Văn Hiệp lấn chiếm hàng nghìn mét vuông để làm nhà xưởng, mà nhiều người dân trên địa bàn xã Sơn Hòa còn phản ánh trên địa bàn xã hiện đang tồn tại và dựng thêm nhà xưởng gây ô nhiễm môi trường cũng rộng hàng ngàn mét vuông nhưng chính quyền xã làm ngơ. Cụ thể, người dân phản ánh trên địa bàn thôn Phú Thọ cũng đang tồn tại một nhà xưởng xây dựng có dấu hiệu trái phép với diện tích hàng ngàn mét vuông để làm xưởng sản xuất tre, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân. Thế nhưng kiến nghị thì vẫn cứ kiến nghị, phản ánh vẫn cứ phản ánh. Mong mỏi của người dân là lấy lại phần đất công để sử dụng vào mục đích công cộng, còn chính quyền thì vẫn cứ đối phó người dân theo kiểu đã nghe nhưng còn lâu mới giải quyết, đồng thời đưa ra nhiều lý do mà người dân cho rằng đang cố tình kéo dài thời gian để tạo điều kiện đặc biệt cho nhà xưởng xây dựng có dấu hiệu trái phép. Bên cạnh hai trong số nhà xưởng tiêu biểu nêu trên có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất công mà phóng viên đã nêu, tại địa bàn xã Sơn Hòa còn có rất nhiều công trình xây dựng trái thẩm quyền đang hoàn thiện. Nhưng khi hỏi đến việc này, vị chủ tịch xã và phó chủ tịch xã lại không hề hay biết và cũng không nắm bắt được nguồn gốc đất. Thiết nghĩ để xảy ra tình trạng vi phạm này là do yếu kém về mặt quản lý hay cố tình làm ngơ để các sai phạm tồn tại. Cái này thì tôi thì giờ thì hỏi thì cũng không thể nắm hết được. Bao nhiêu, trong số lượng là bao nhiêu thì tôi không thể trả lời ngay được. Đấy là như thế. Nên hôm nay cũng không trả lời được đây nội dung này. Cái nắm bắt này thì giao ban địa chính người ta sẽ kiểm tra và người ta sẽ cung cấp. Mình tôi thì cũng chưa để nắm bắt được hết, nên cái này phải kiểm tra lại. Trước những bức xúc của người dân trên địa bàn xã Sơn Hòa, cũng như sớm ngăn chặn dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất công, cần có những động thái xử lý nghiêm minh từ phía Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác quản lý đất đai của những người đứng đầu Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa. Thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục trong bài phóng sự tiếp theo.